Thay đổi bất ngờ của Diệu Nhi sau khi lấy chồng, body bốc lửa, nhan sắc còn gây ngỡ ngàng hơn, Diệu Nhi là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả thông qua những bộ phim sitcom, truyền hình, điện ảnh và các game show. Cô nhận được sự yêu mến nhờ tính cách hài hước, vui vẻ, có phần lầy lội, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người mỗi khi xuất hiện, nhiều năm về trước, Diệu Nhi không được đánh giá cao về nhan sắc dù cô có sự duyên dáng, đáng yêu. Nhưng vài năm trở lại đây, Diệu Nhi ngày càng thay đổi tích cực về ngoại hình. Từ nhan sắc đến vóc dáng, phong cách thời trang. Đặc biệt, sau khi cưới anh Tú Diện mạo của Diệu Nhi được đánh giá là có sự thăng hạng rõ rệt, nhan sắc của Diệu Nhi ở nhiều năm trước khá nhạt nhòa, còn ở hiện tại các đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên đã sắc nét, thon gọn và hài hòa hơn nhiều, từ một nữ diễn viên nổi tiếng với những vai xấu lạ, Diệu Nhi giờ đã là một mỹ nhân làng hài, không chỉ hoàn thiện hơn về nhan sắc, body của nữ diễn viên cũng ngày càng bốc lửa, ba vòng gợi cảm. Trên trang cá nhân, Diệu Nhi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh quyến rũ. Thần thái sang chảnh và thân hình nóng bỏng của cô không ít lần khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi, bà xã Anh Tú từng tiết lộ, cô không theo chế độ ăn kiêng nào chỉ hạn chế tinh bột đồ ngọt và không ăn đêm nhằm giữ dáng tốt hơn